Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn số 852UBND ngày 1 tháng 3 năm 2022 về áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới. Cụ thể như sau: 1. Cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19 F1. A. À, những người đã tiêm đủ ít nhất hai liều vắc phòng COVID-19 được ghi trên giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19, phần mềm ứng dụng, sổ sức khỏe điện tử hoặc BC COVID theo quy định. Liệu cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19. Thực hiện cách ly y tế 5 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan tổ chức đơn vị địa phương bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng. Thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR kháng nguyên, xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc bằng máy xét nghiệm miễn dịch vào ngày cách ly thứ 5 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 5 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, ngạt mũi, đau người, mệt mỏi, ấn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, giảm hoặc mất khứu giác, đau, nhức đầu, tiêu chảy, khó thở, viêm đường hấp, thì báo cho cơ quan y tế để thao dõi xét nghiệm và xử lý theo quy định. B. Những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Thực hiện cách ly y tế 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan tổ chức đơn vị địa phương bố trí thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng. Thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc kháng nguyên. Xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc bằng máy xét nghiệm miễn dịch. Vào ngày cách ly thứ bảy do nhân viên y tế thực hiện, hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 3 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, sốt, kho, đau hồng, chảy nước mũi, ngạt mũi, đau người, mệt mỏi, ấn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, giảm hoặc mất khứu giác, đau, nhức đầu, tiêu chảy, khó thở, viêm đường hô hấp, thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi xét nghiệm và xử lý theo quy định. 2. Cách ly đối với các ca bệnh COVID-19 Đối với người bệnh COVID-19 cách ly, quản lý chăm sóc tại nhà thực hiện giả bỏ cách ly khi thời gian cách ly điều trị đủ 7 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính virus SARS-CoV-2 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine theo quy định. Đối với người bệnh COVID-19, nằm điều trị tại các cơ sở thu dung điều trị. Người bệnh sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày theo hướng dẫn của nhân viên y tế. 3. Đối với những người đến về Quảng Ngãi, thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe và luôn thực hiện thông điệp 5K. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi xử lý theo quy định. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Ritam RT-PCR hoặc xét nghiệm bằng kháng nguyên nhanh. Nếu dương tính thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định. 4. Đối với người nhập cảnh trực tiếp vào Quảng Ngãi thực hiện theo nội dung quy định tại công văn số 10688 ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh và các chỉ đạo khác có liên quan. 5. Tổ chức thực hiện A. Giao sở y tế căn cứ các quy định hiện hành, chỉ đạo mới của Bộ Y tế về thực tế phòng chống dịch tại tỉnh để chủ động cập nhật hướng dẫn, thông báo đến các địa phương, đơn vị, tổ chức cá nhân liên quan thực hiện phù hợp. B. Giao công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương hỗ trợ nhân lực phối hợp thực hiện quản lý cách ly tại nhà và tổ chức kiểm tra giám sát đảm bảo an ninh trật tự, sự tuân thủ cách ly theo quy định. C. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện việc thu gom vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định, đảm bảo an toàn không để lây nhiễm ra cộng đồng. D. Các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động tham gia phối hợp hỗ trợ chính quyền địa phương ngành y tế thực hiện quy định cách ly tại nhà đảm bảo an toàn phòng chống dịch d giao chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chịu trách nhiệm việc tổ chức cách ly phòng chống dịch trên địa bàn chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn tổ chức thực hiện quản lý giám sát thực hiện cách ly tại nhà như treo biển cảnh báo nhà có cách ly y tế đảm bảo an ninh trật tự giám sát việc cách ly y tế tại nhà thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov 2 cho người cách ly người chăm sóc hỗ trợ và người ở cùng nhà hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm tổ chức thu gom chất thải thông tin phối hợp khi người cách ly có dấu hiệu nghi ngờ mắc covid 19 Thông tin báo cáo tình hình kết quả thực hiện cách ly tại nhà. Đầu mối kết nối thông tin giữa người cách ly, người ở cùng nhà với người cách ly với nhân viên y tế và chính quyền địa phương. A. Người được cách ly có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định về cách ly tại nhà, nơi lưu trú và thực hiện đúng cam kết với chính quyền địa phương, mẫu cam kết đính kèm. Từ theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt hàng ngày, ghi lại kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày thông báo hàng ngày cho nhân viên y tế cấp xã về kết quả đo thân nhiệt và tình hình sức khỏe của bản thân. Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã được phân công phụ trách theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19, ho, số, khó thở, đau rác hồng, mất vị giác. 6. Công văn này thay thế công văn số 139 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế trong tình hình mới. Chủ tịch Đặng Văn Minh